Teresa Phương Anh xin được kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình giải đáp hôn nhân gia đình số thứ 2 của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Thưa quý vị, như vậy là một tuần đã trôi qua và chúng tôi cũng đã đón nhận được những câu hỏi của quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo a@gmail.com. Và nếu như quý vị có thắc mắc thì xin quý vị tiếp tục gửi về cho chương trình qua địa chỉ email để chúng tôi có thể trả lời cho quý vị. Thưa quý vị, và để trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị trong tuần vừa qua thì ngày hôm nay chúng ta lại được gặp lại cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải đến từ dòng Thừa Sai Đức Tin. Con kính chào cha. Chào chị Phương Anh và chào khán thính giả. Kính thưa cha, trong suốt tuần vừa qua thì chương trình có nhận được rất nhiều những câu hỏi liên quan đến hôn nhân gia đình. Và có một thắc mắc được khá nhiều người quan tâm. Thưa cha có thể cho chúng con được biết hôn nhân khác đạo sau khi chuẩn khác đạo thì đó có phải là bí tích hôn nhân không thưa cha? Cảm ơn chị Phương Anh. Chúng ta căn cứ vào giáo luật điều 1055. Khi hai người đã được rửa tội kết hôn với nhau thì hôn nhân này nó mới trở thành cái bí tích hôn nhân được. Hôn nhân khác đạo nó chỉ là một cái hôn nhân tự nhiên thôi. Vì trong hôn nhân khác đạo nó có một bên là chưa được rửa tội. Khi chuẩn khác đạo cho hôn nhân, tức là cho phép cái người công giáo này họ được kết hôn với một người khác đạo, sống đời vợ chồng với nhau mà không mắc tội. Giống như hai người không có đạo kết hôn với nhau được công nhận và được gọi là hôn nhân tự nhiên, thế thì hôn nhân khác đạo cũng mới chỉ là hôn nhân tự nhiên thôi. Nếu sau khi chuẩn khác đạo bên chưa rửa tội xin chịu phép rửa, tức là họ theo đạo, thì ngay khi rửa tội xong tự động cái hôn nhân khác đạo nó trở thành là bí tích hôn nhân. Thì lúc đó ân sủng của bí tích hôn nhân tự khắc này nó tuôn đổ trên đồi hôn phối này. Ân sủng của bí tích hôn nhân rất đáng quý mà Thiên Chúa ban cho đôi hôn nhân thôi. Ân sủng này giúp cho họ sống đời hôn nhân cách xưng hợp và hạnh phúc. Nếu vì một lý do nào đó mà không theo đạo để lại nhận những cái ơn Chúa ban thì uổng phí quá. Đó là sự thiệt thòi cho hôn phối khác đạo. Thế thì chúng ta nói cho dễ hiểu này. Khi chúng ta xây cái căn nhà đó, chúng ta dẫn cái đường nước vô cái căn nhà thì sẵn sàng hết rồi, nhưng mà chúng ta lại khóa lại cái ống nước lại. Nếu chúng ta không mở van thì đương nhiên là không có nước dùng thôi. Và nếu mở van nước thì mới có nước dùng một chút hả? Việc người chưa được rửa tội trong hôn nhân khác đạo cũng vậy. Nếu không rửa tội thì mãi mãi cái ân sủng của bí tích hôn nhân vẫn chờ ở đó mà không tuôn đổ xuống trên đôi hôn nhân được. Quả thật là uổng phí đúng không chị? Vâng, chúng con cảm ơn cha. Những chia sẻ của cha vừa rồi quả thật là rất là rõ ràng và chí lý. Con cảm nhận như thế đấy ạ. Chúng con xin cha cho chúng con được biết là theo cái kinh nghiệm của cha thì khi mà đôi bạn quyết định kết hôn khác đạo thì họ sẽ gặp những cái khó khăn nào ạ? Đây cũng là một câu hỏi rất thực tế. Có thể nói khi đang yêu thì các đôi bạn nhìn hôn nhân bằng một cặp mắt màu hồng. Thế giới lúc ấy cái gì cũng màu hồng, nên ít khi họ nghĩ tới những nguy cơ sẽ phải đối mặt khi kết hôn, nhất là kết hôn với một người vợ hay là người chồng khác đạo. Thế tôi có quen biết rất nhiều gia đình, thì trong đó có những gia đình xin chọn khác đạo. Đối với các gia đình cả hai bên đều có đạo thì họ sống với nhau rất là hạnh phúc, dễ dàng như vậy đó. Việc nuôi dạy con cái cũng rất là thuận lợi, vì một thuyền một bến mà. Kể cả những người tân tòng, tức là họ quyết định theo đạo khi kết hôn, thì họ cũng sống với nhau rất là hài hòa. Nhưng mà các gia đình chuẩn khác đạo thì họ chung sống với nhau có phần nào đó rất là khó khăn. Họ kể cho tôi nghe về gia đình của họ. Gia đình khi chọn khác đạo thì phải viết đơn xin chọn, đúng không? Trong đơn chọn thì cả hai người phối ngẫu ký giấy cam kết trong đơn xin chọn là sẽ chấp nhận cho vợ được giữ đạo, rồi cho con cái được rửa tội, rồi được giáo dục trong giáo hội công giáo. Nhưng mà khi kết hôn rồi thì không cho vợ đi lễ.
hoặc là vợ muốn đi lễ phải lén lút trốn đi. Thế có những cái trường hợp không cho con cái rửa tội, hoặc là cho con gái được rửa tội, nhưng mà con trai thì lại không cho rửa tội. Nhất là khi có việc hậu sự cũng vậy, gia đình rất đau lòng. Khi thấy bố của mình mất, mà tất cả mẹ con người Công giáo nhìn đám tang của bố cử hành theo một cái tôn giáo khác, ngay cả việc liên hệ với họ hàng, với những người không cùng tôn giáo, thì cũng khiến cho họ, người Công giáo họ gặp rất nhiều khó khăn. Có thể nói là nguy cơ mất đức tin do ảnh hưởng bởi cái quan điểm sống, và cái người Công giáo không giữ vững được cái quan điểm của mình trước quan điểm của những người không cùng tôn giáo. Vâng, con cảm ơn cha. Khi mà cha chia sẻ tới đây thì con chợt nhớ đến một cái câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước, là vua Salomon là một người được cho là khôn ngoan nhất trong mọi thời đại, và phát xuất với một tình yêu mến Thiên Chúa nồng nàn. Thế nhưng mà khi cưới những bà vợ không cùng tôn giáo thì chính ông cũng đã sa ngã, không còn giữ được lập trường của mình, để rồi đánh mất đức tin khi mà đưa cả tượng thần dân ngoại vào để bà thờ tự. Quả thật là việc mà các bạn trẻ trong thời đại này lấy một người không cùng tôn giáo phải đối diện rất nhiều khó khăn, đúng không cha? Đúng thật, nó là đúng. Bởi vì là từ cái quan điểm sống giữa người Công giáo và bên khác đạo cũng có sự khác biệt rất lớn, dẫn đến cách nuôi dạy con cái cũng khác nhau. Trong một gia đình mà bố dạy một kiểu khác, mẹ dạy một kiểu khác, thì rõ ràng là con cái không biết nghe ai bây giờ. Tôi lấy ví dụ, như mẹ nói rằng đi lễ là quan trọng nhất, thì đứa trẻ mới hỏi là vậy tại sao bố không đi, tại sao bố không đọc kinh, thế tại sao đạo Công giáo tốt như thế mà sao bố mình lại không theo nhỉ? Chúng con cảm ơn cha đã chia sẻ cho chúng con những điều bổ ích vừa rồi. Và chúng con có một câu hỏi nữa, đó là bên cạnh những nguy cơ mà lúc nãy giờ mà cha chia sẻ cho chúng con, thì có những hôn nhân khác đạo nhưng mà họ vẫn có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Vậy thì những nguy cơ từ lúc nãy tới giờ cha chia sẻ nó có còn đúng nữa không ạ? Có thật là cha cũng đã thấy, dù là gia đình hôn nhân khác đạo nhưng cũng có một vài gia đình vẫn tìm được tiếng nói chung và hạnh phúc. Nhưng những trường hợp này quả thật nó cũng hiếm. Họ phải có những người rất đặc biệt lắm, họ phải tốt lành lắm, rồi siêng năng việc Chúa, rồi họ phải cầu nguyện nhiều hơn các gia đình khác. Còn để nói là hạnh phúc viên mãn thì chưa viên mãn được. Bởi vì nếu muốn có sự hạnh phúc viên mãn thì họ phải cùng theo đạo, rồi sau cái cuộc đời trần thế này thì họ còn mơ ước được hạnh phúc với nhau trên thiên đàng nữa. Hạnh phúc trên thiên đàng mới là hạnh phúc vĩnh cửu. Vâng, chúng con cảm ơn cha với những chia sẻ vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị, khi mà trả lời những câu hỏi này thì những người thực hiện chương trình mong muốn các bạn trẻ có một cách nhìn sâu hơn về vấn đề hôn nhân khác đạo, để các bạn có sự chuẩn bị kỹ hơn khi mà các bạn tiến tới hôn nhân khác đạo. Bởi vì đã có không thiếu gì cảnh ly tán xót xa của biết bao nhiêu gia đình trẻ không có sự chuẩn bị. Họ nhìn cuộc sống hôn nhân bằng ánh mắt màu hồng, để rồi khi kết hôn xong, họ ở với nhau không nổi, mà bỏ nhau thì cũng không xong, và cũng không được phép bỏ. Thưa quý vị, với những nội dung vừa rồi thì chương trình Giải đáp Hôn nhân Công giáo số thứ 2 cũng xin khép lại tại đây. Có thắc mắc xin quý vị gửi về cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo@gmail.com. Mến chúc quý vị một tuần mới an lành trong Chúa. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.